Chào mọi người. À, hôm nay là thứ bảy, cũng như hàng tuần thì thứ bảy mình sẽ livestream một máy trên Full Hub nhá. Thì máy hôm nay mình tiếp tục livestream, tức là máy Pickpocket đây này. Máy Shuriken số 1. Đúng không? Ok. Thì trước thì mình đã là phần 1 thì mình đã tìm được mật khẩu qua HTXS vào được cái trang có tên là Clip Pickpocket. Pocket này, đúng không? Đấy, chúng ta sẽ trang này thì chúng ta không biết là trong này không chứ là gì. Người ta mã nguồn xem có thể là version gì không. Clip Pickpocket version 4. Ok. Mình đã tìm thấy thông tin version trong mã nguồn. Rồi mình thử copy cái này. Mình thử tìm xem là exploit xem khai thác được không. Cái bản chất đơn giản của việc khai thác tấn công ấy thì nó thường là khai thác kiểu tìm thấy là version ứng dụng khai thác. Đúng không? Ok, ở đây thì mình phát hiện là có một cái lỗ hổng nhỏ hơn cái 4.4.0. Đấy, Command Injection, Upload Injection. Đấy, lỗi này đúng không? Nhìn ở đây mình xem. Ok, ở đây mình thấy nó có một cái hướng dẫn khai thác. Đây. Kết thúc gọi là kết nối OS ấy, gọi là lỗ hổng khá là rất là cao, rất là lớn, độ lỗ là rất là lớn. Nó là việc là hacker vượt qua xác thực OS, còn đây là được là pháp loát. Đấy, pháp loát thì thường thường khả năng ở đây dễ là pháp loát thì dễ dễ hơn cho cái tác hơn này. Đây có một cái file name gì đó rồi, cái hot hot chúng ta là hot victim ấy thì cái trang của chúng ta là cái trang này đúng không, và cái đường dẫn như này đúng không. Bây giờ mình sẽ thử nhé, thử đúng không, mình thử tạo cái nốt của mình đúng không, vì ở mức này là có cả thông tin user đăng nhập thì mình phải theo thêm user đăng nhập nữa. Đấy thì mình sẽ tìm kiếm là curl http access không có không, đây width có hướng dẫn đấy. Đây, trừ u username password. Đó, thêm option trừ u nữa. Đúng không? Trừ u username password. Đấy, lợi ích của việc khai thác là mình để lại thông tin như này là mình sẽ khai thác dễ đơn giản, dễ dàng đúng không? File là phải sell, vì ngoài thư mục này mình có ls, đây là có một file sell ở đây, sell.php đúng không. Các từ sell.php có gì nào. Ok đấy, đổi cái hot chúng ta là hot đây đúng không, mình sẽ thử nhá. Rồi một cái gì đó tên là petupload.php đi, mình sẽ đổi cái tên này thành tên file của mình cho giống nhau. Cái file này mình đúng đường dẫn tên file của mình mới upload lên được, thì không có thì nó không được đâu. Ok bây giờ mình thử nhá, copy này xem như nào. Siêu là giờ thiếu đấy. Ok, thành công này. Nó báo là có một file extension có lên như này. Listen lên hệ thống. Ok, mình thử mở một tab mới đi. Đây thì mình sẽ netful này, netcat trừ rnvp 444 chẳng hạn, đúng không? Đây, nó socketful tên file như là extension file directory.
CV tốt đi rồi đó, đúng không? Ok, mình sẽ thử vào đường dẫn đấy nhé, có gì không nhá. Thử xem là swap file đi. Không có CSC đi. À đấy, ra đây. Nó vào đường dẫn nào đây nhỉ? Không có gì này. Photo. No photo gì đó, đúng không? Not the upload, không có gì. Audition, không có gì. Temper, không có gì. Thumb, không có gì luôn. Dốc, không có gì. Original, không có gì. Chỉ có cái photo này, nó có hai cái file gì đó ở đây. Đó. Cái file này ở đâu? Là ra thì được file name này đúng không? Mình thử vào số action xem có gì không? Đây số action đây. Chúng ta có đây thư mục này đây. À ok. Đó, nó vào sau action nhá, để action và nó có hướng dẫn này, kết ở đây cái. Thì mình thấy ở bên này của chúng ta là gì? Chúng ta đã có kết nối connect to ID. Ok, mình đã có quyền vào với cái data. Bây giờ mình sẽ tiếp tục, mình sẽ sử dụng thêm một số lệnh khác như là TTL cell đi, không có không? Đây TTL cell của ông này đi. Thử xem có Python không? With Python. Có Python này. Có Python đúng không? Đây, mình sẽ là pinpath cho ở bh nữa. Vì kia là bh rồi. Đấy. Pinpath. Không được à? Nhưng mất kết nối rồi sao ấy? Khả năng mất kết nối rồi, ok. Mình chạy lại nhé. Thế thì có Python 3 luôn. Kiểu này không được thì được cái khác. Có nhiều cách mà đúng không?
Không được luôn. Không được, ok, không được thì thôi. Thôi giờ không được thì mình cứ kệ đi. Mình sẽ làm lại nhá. Netcat trừ LNVP 41. Rồi. Đi cấp đi. Rồi, CD chấm chấm swap. CD chấm swap. CD swap home. Chúng ta có server manager. Không quên trả server manager đúng giờ này rồi, ok. Mình thử khai thác bằng su từ L nào. Ok, CSR mình thấy là có thể khai thác lên cả cái USP này, WP này. Mình thử tìm lại nào GTF copin. NP. Thử xem sudo có quyền gì không. Thử cái này xem sao. Thử xem sao nhé. Position. À, không được, nó thoát phiên ra luôn rồi. Mình thử sửa một chút xem này. Vim cell 1.php. Mình thử sửa đây là thành, thay vì bin gas chữ y thì bin bát đi. Rồi ok. Mình sẽ có thử mình thử mình thử mình thử mình thử đây xem. Rồi ok, chắc chắn sẽ không có quyền đúng không. Sudo CL như mình nói là PP đúng không? Bây giờ mình sẽ thử nhá. Thử đâu? Là PP đây. Từ lệnh như này một.
Đầu tiên lệnh ngài, sau đó lệnh thứ hai, copy sudo chữ u user của chúng ta sẽ là server management. Đó. Là không được, các sếp nghỉ ngay, từ chối luôn, error lỗi luôn, đúng không? Không thể leo thang thế được, đúng không? Nếu không chịu nữa mà sudo trực tiếp đi cũng không thể được. Chạy đêm như nào nhá, kết cái bếp loát này. Lỗi đúng không? Ok, cái này không được thì mình nhân cách khác thôi, mình tạo một file JSON. Vim một file JSON đi. Mình sẽ dùng là nano đi chẳng hạn. JSON tạo file, nội dung của file là gì? Nội dung của file JSON như là cái khác đi. Nó như kiểu này này, nó sẽ có kiểu ra là script gì đó đúng không? Đấy, ok, và mình sẽ tạo cái file script với nội dung tương tự kiểu đấy. Giờ mình lấy bộ này đi. Script. JSON này đúng không? Độ mình thay giá trị này bằng giá trị mà khác đi, dép không nhất phải giống nhau nhé, khác cũng được. Rồi, lưu lại đấy, để nó lên lên.
Run tab. À đấy, thành công đó, bin ID. Rồi, ok, mình đang là server management. Server management. Rồi mình sẽ thêm cái loại này nữa thì nhìn cho nó có màu sắc. Thế nhá. Rồi ok. LS này, ok, mình cắt cái user.txt, ok, mình có tờ đầu tiên. Đó, sau đó mình sẽ thử sudo chữ L. Không có tờ gì, enter đi. Không có tờ, enter. Bây giờ mình sẽ kiểm tra tiến trình bằng cách đưa vào file tmp một cái lệnh check tiến trình ps64 đi. PSP64. Mình sẽ đâu nhỉ, cd upload ls đây, có PSP64 đây, python 3 symbol 3 http chấm server 8080 này, mình với các bác tải file về http chấm số 10.10.10.70 8080. File là gì? File là PHP. Yêu cầu cài, thử cài luôn đi, xem cài được không. À, cấm quyền cài và yêu cầu root đúng không? Thì mình thử cấm khác, CURL download file đơn giản, có cái gì đâu, đổi lệnh khác. Đây, ví dụ này. Chấm 10 chấm 10 chấm 70 nó tầm không, output ra một file PHP. Qua đơn giản. Rồi, ls cắt thử PSP số 4 nào. Sao ăn vã thế? PSP số 4 không có gì cả. Ok. Ok, bây giờ mình sẽ chạy thử nhá. Chmod cộng x PSP số 4. Chạy số PSP số 4 chạy xem như nào. Chờ thôi. Đây mình thấy nó có chạy cái file backup gì đó ở đây. Đúng không? Mình sẽ thử khai thác qua backup này có gì không nhá. Rồi copy và nó chạy UID không ở root này, cat chạy tự động ấy, tiến trình tự động. Ok, đây là một file backup, thử backup à, hot name ở đây ta cần z backup tại thư mục document của server này đúng không, và cd swap home cd swap kìa, document đây nó sẽ có một cái file đây đi ra một kiểu ở đây xong rồi sẽ đọc mình đúng không, tạo một cái tiến trình chạy để nó thay đổi nội dung của file sudo. Đấy, tạo một cái checkpoint, tạo điểm nối đúng không, sau đó tạo file gì, tạo file abcxyz gì đó. Đẩy cái sudo quyền lên này, mình sẽ đẩy đúng không? Đẩy file sudo sh demo.sh. Rồi sau đó mình phải chạy cái lệnh, lệnh này là lệnh dùng để ghi nhận hành động thực thi đúng không? Bây giờ mình sẽ chạy lại tmp đi. Đấy, mình sẽ chấm swap PSP64 xem chạy chưa, đợi tí xem chạy chưa nhá.
Ok, đây là chạy tải đúng không? Ok, để mình xem là nó có sudo chl ra gì không nhá. Không được đúng không? Đang cầm cách này không được, còn thua. Nha, mình tạo lại một chút, có thể file này bị lỗi này, không hoạt động này. Mình tạo lại thứ tự, chỉ tạo hai lại này thôi. Hẹn gặp test file đi. Đó, sudo chl lại. Ok, thành công rồi này. Mình có thể leo thang đặc quyền với root mà không cần mật khẩu. Đấy, sudo su. Ok, mình là root. Thành công. Đó. Rồi, bây giờ mình cắt cái file root txt thôi. Rồi, thành công. Ok. Đấy, video của mình thì đây là hết. Rồi, cảm ơn mọi người theo dõi livestream. Để mọi người thứ bảy sau nhé. Hết phần 2 của Suriken rồi.